Dương Mai Chất Chai Bông xin chào quý cô chú anh chị gần xa đã quay trở lại với em ạ. Cả nhà ơi, ngày hôm nay vườn mai nhà em sẽ lên 5 cây cam đổi màu giao luôn với quý cô chú anh chị nha. Vì sao người ta gọi nó là cam đổi màu cả nhà? Bởi vì hoa của nó buổi sáng sẽ là màu cam, buổi chiều sẽ chuyển sang cành cam nhạt rất là đẹp luôn quý cô chú anh chị. Đây cả nhà, đầu tiên em sẽ lên cây này là cây mã số 1 nha, bộ đế nơm rất là đẹp quý cô chú anh chị ơi. Đây, nơm rất là đẹp luôn nha. Về phần lá của nó sẽ có màu cam cam như thế này nha cả nhà, rất là đẹp luôn. Hoa của nó sẽ là màu cam. Hoa của nó 5 cánh nhưng mà 5 cánh phơm tròn cực kỳ hip hot luôn cả nhà ơi. Rồi, cây này em giao lưu với giá là 700, bên em bao ship toàn quốc cho cả nhà luôn nha. Cái này hoành 11, cao là 40 và cái nơm của nó sẽ là 31 đây cả nhà. Rồi, tiếp tục em lên cây mã số 2. Wow, cây số 2 đế quá quái luôn cả nhà ơi. Đây nè, cây số 2 này đế cực đẹp luôn nha. Đây, cam đổi màu nha cả nhà. Lá non của nó sẽ là màu cam như thế này. Đây, rồi cây mã số 2 này nó có là hoành là 9, cao là 30 và cái nơm này của nó là 37. Em đo cái dòng bự này là 37 nha cả nhà. Đó đây, cây này em bán với giá là 700 luôn, bên em bao ship toàn quốc cho cả nhà luôn nha. Đó, 700 nha cả nhà. Rồi, tiếp tục cây mã số 3. Wow, cây này là chân dài tới nách luôn cả nhà ơi. Đó đây, cây này là cây nơm chân dài nha mọi người. Đó đây, cây này ghép được 3 mắt bo ghép và đây là dòng cam đổi màu nha quý cô chú anh chị ơi. Đây cả nhà này nè, đế nè. Rồi cây này giá là 800, bên em bao ship toàn quốc cho cả nhà luôn nha. Cây này ghép được 3 mắt bo ghép nha quý cô chú anh chị. Đó đây, cái nơm nó nè, nè, nơm nó cao nè, rất là đẹp luôn ha. Rồi tiếp tục là cây mã số 4. Wow, cây mã số 4 là một cây hình thú cả nhà ơi. Đây, một em hình thú cực kỳ đẹp luôn nha. Đây, nó vừa thú mà nó vừa nơm luôn cả nhà. Đây em xoay cho cả nhà mình xem nè. Vừa thú vừa nơm luôn nha quý cô chú anh chị ơi. Đây đó, đây là dòng cam đổi màu nha. Cây này đẹp quá, thú hai bên luôn cả nhà. Cây này là 900, bên em bao ship toàn quốc cho cả nhà luôn nha. Đó, cây này cái hoành của nó sẽ là 13, cao là 35. Đó, cái nơm đo bự dài đây là 48 nè cả nhà. Rồi anh chị nào thích cây nào thì alo cho vườn mai nhà em nha. Và tiếp tục em sẽ lên cây cuối cùng là cây mã số 5. Đây, cây số 5 quá đẹp luôn, tàn thùm lùm luôn. Cái này về lấy bo ghép biết bao nhiêu cây luôn cả nhà. Cái bộ đế bàn rất là đẹp luôn nha. Đây, đó, ghép được 1, 2, 3, 4 mắt bo ghép cả nhà. 4 mắt bo ghép nha. Rồi, cây này em bán giá là 900, bên em bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị luôn. Rồi, anh chị nào thích cây mã nào, hãy alo cho vườn mai của Chất Chè Bông nha cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.